Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về 7 điều Kiki cần tránh khi mà chúng ta đi làm đầu xuân năm mới và những việc mà chúng ta nên làm để tăng cái tài lộc cho mình, công việc của mình trong một năm mới này nhé. Để cho chúng ta có một năm mới làm việc, công việc được thuận lợi này, thăng tiến, thành công trong công việc của mình thì sẽ có một số việc mà chúng ta cần phải lưu ý, kiêng cữ này, cần phải lên làm nữa. Sau một cái kỳ nghỉ lễ, Tết chúng ta phải không? Chúng ta sẽ thường là được nghỉ và không phải đi làm. Và sau đấy là chúng ta bắt đầu những cái ngày làm việc mới trong cái một năm mới thì chúng ta cần phải chú ý. Những cái ngày đầu tiên đi làm, những cái ngày đầu tiên làm việc trong năm mới đấy rất là quan trọng. Kiểu như là nó sẽ là đợi quan niệm là đầu xuôi đuôi lọt đấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến vận may của mình, rồi tiền bạc công việc của mình trong cả năm mới. Nên chúng ta hãy cần phải xem những cái điều mà chúng ta cần phải tránh kiêng cữ đó là gì nhé. Việc đầu tiên các bạn chúng ta hãy chú ý, đó chính là kiêng đòi, kiêng mượn vay tiền. Thế rồi động đến đồng tiền mà vay mượn ấy, bạn cần phải hạn chế trong cái ngày đầu tiên đi làm, những ngày đầu tiên của năm nữa. Ông bà ta vẫn thường có câu là đi vay đầu năm, cả năm đi mượn. Tức là chúng ta vay mượn là phải tránh. Ngày đầu tiên đi làm trong năm mới là tuyệt đối không đòi, cũng không nên đòi đâu nhé. Không đòi cũng không vay mượn tiền bạc của người khác. Bởi vì cái quan niệm là nếu mà chúng ta đi vay mượn ý, thì sẽ là cả năm chúng ta túng thiếu, nghèo, đói, lúc nào cũng phải đi vay mượn. Thì là cả năm đấy công việc nó sẽ không phát lên được, không phát lên được. Cần phải tránh đòi mượn vay tiền đầu năm này. Cái việc thứ hai ý, là chúng ta không nên soi gương quá nhiều, hạn chế nhất nhé. Các chị em chúng ta đặc biệt lưu ý hơn, chị em văn phòng công sở, không nên soi gương quá nhiều trong ngày đầu tiên đi làm. Gương là cái vật phản quang, phản xạ. Nó có thể phản xạ cả luồng khí tốt, luồng khí xấu nữa, cả tốt lẫn xấu. Việc chúng ta soi gương nhiều, nó sẽ dễ gây ảnh hưởng đến vận khí của người soi. Sẽ tùy mức độ tiếp xúc nhiều nhé, chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều. Nói chung ngày đầu tiên đi làm hạn chế, tránh đi soi khi mà chúng ta chỉnh sửa đi làm ở nhà thôi và một chút ở cơ quan là được rồi, không nên lạm dụng và soi nhiều quá bởi vì nó dễ dẫn đến là việc mất tập trung trong công việc nữa, ảnh hưởng đến tinh thần này, ảnh hưởng đến tâm trạng, tư duy, rồi kéo theo đấy, theo quan niệm là nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái tư duy, tâm trạng, cả cái năm làm công việc của mình ấy, là không nên. Do đó ngày đầu tiên đi làm trong năm mới tránh soi gương quá nhiều, đồng thời cũng hạn chế động, hạn chế việc chúng ta đụng tới cái gương lược quá nhiều nhé. Gương lược, một mặt khác là cái không soi gương quá nhiều này, một mặt nữa đó chính là tránh cái sự đổ vỡ. Sự đổ vỡ đây là cái kiêng cự thứ ba chúng ta cần phải lưu ý nhé. Thứ ba là tránh đổ vỡ, tránh làm hư hỏng đồ đạc. Đổ vỡ trong ngày đầu năm sẽ được cho là sự đen đủi, không lành, không an. Nên chúng ta hãy tránh ra những cái đồ đạc mà nó dễ vỡ. Và tiêu biểu đó chính là chiếc gương này, rồi đến các công việc khác là bát đũa, rồi ly nước này, cốc chén này. Nếu mà chúng ta sử dụng thì nên rất là cẩn thận thôi. Tránh đổ vỡ, kiêng đổ vỡ. Vì cái tiếng vỡ rơi là nó sự vỡ vụn ra, nó ảnh hưởng đến tinh thần không tốt, rồi quan niệm không tốt này còn phải tránh. Cái vấn đề thứ tư, kiêng cãi nhau to tiếng, mất hòa khí. Để một năm công việc của chúng ta được thuận lợi này, hanh thông, nó phát tài lên ấy, các bạn chúng ta cần phải có một tâm trạng rất là hứng khởi, vui vẻ, tránh những cái vấn đề cãi vã to tiếng, nhất là với những người mà chúng ta làm việc cùng, đồng nghiệp này, trong công việc nữa. Vậy nên nếu các chúng ta trong ngày đầu xuân năm mới mà có những cái xích mích gì đó hoặc là có cái gì không vừa ý, tốt nhất nên nén lại trong lòng của mình, đợi qua đi một vài ngày để cho nó xuôi đi thì chúng ta có thể nói ra chút đến ai thì chút thôi nhá. Nhưng mà đặc biệt là cái ngày đầu đi làm nên cái tâm trạng tốt, đẹp, tránh cãi vã, không to tiếng với ai cãi quá. Cái việc thứ năm chúng ta lưu ý là tránh đối diện các góc cạnh sắc nhọn trong cái khu vực làm việc của mình, trong phòng của mình. Ví dụ đó chính là cái góc tường này, góc tủ, góc bàn này, góc cột này. Theo quan niệm phong thủy, nếu mà chúng ta đối diện, tức là có thể đứng này hay là ngồi này,
quá lâu với những cái góc sắc nhọn ở trong cái khu vực của bạn, trong cái phòng của bạn ấy, đó là cái điểm xấu. Ví dụ các nhân viên trong văn phòng này, hay là nhân viên ở trong ngoài lễ tân này, trong nhà hàng, khách sạn ấy, là chúng ta cần phải chú ý tránh những cái vị trí mà nó đối với những cái góc nhọn đấy đi ấy. Cần phải tránh, bởi vì là người ta quan niệm là nó sự đem lại sự xui xẻo này, đặc biệt trong cái ngày đầu tiên đi làm của các bạn, để hóa giải những cái góc sắc nhọn này. Bởi vì là trong khu vực của mình không thể là không có những cái góc đường, góc bàn được, phải không? Chúng ta có thể hóa giải bằng cách dùng cây cảnh để chắn cái khu vực đấy đi, hoặc là chúng ta dán cái dán giấy để che lấp lại những cái góc sắc nhọn đấy. Đó chính là một số cái biện pháp hóa giải khi mà chúng ta có quá nhiều cái góc sắc nhọn ở trong cái phòng của mình. Và cái theo phong thủy thì đó là cái điểm không tốt. Điều thứ 6 các bạn chúng ta lưu ý là tránh xa, không ở lâu ở những cái vị trí được cho là vị trí xấu, vận khí xấu ở trong cái khu vực làm việc của chúng ta. Nhà vệ sinh này, khu vực đổ rác này, cái phòng chờ này, hoặc là những cái nơi mà đổ rác hay là nơi không sạch sẽ, vận khí xấu, nhà vệ sinh, toilet thì nó dễ ảnh hưởng đến vận khí cả năm của chúng ta. Các bạn tránh cái thói quen là nhiều người có thói quen là ngồi lâu trong nhà vệ sinh, toilet ấy, thì chúng ta cũng nên tránh, không nên ngồi quá lâu ở trong toilet này, đặc biệt là toilet công cộng. Những cái khu vực như là cửa lớn, sảnh lớn, hành lang đông người ấy, nó là nơi những cái đón cái cả luồng khí xấu, khí tốt nữa, nơi mà náo nhiệt mà không khí ồn ào, luồng xấu, luồng tốt như này ấy, thì các bạn chúng ta cũng cần phải hạn chế, tốt nhất là tránh trong cái ngày đầu tiên đi làm đi. Tránh nơi này để chúng ta một năm mới nó được làm việc tập trung nhất này, hiệu quả hơn nữa. Cái vấn đề số 7 là lưu ý không nên để làm việc của mình, phòng làm việc của mình, khu làm việc của mình nó bừa bộn, nó thiếu sự ngăn nắp hay là sạch sẽ ở đây. Cái khu vực làm việc, cái bàn làm việc đầu năm ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tinh thần làm việc, hiệu quả công việc trong năm của các bạn. Một là bàn làm việc ngăn nắp này, gọn gàng sẽ giúp đem lại cái vận khí tốt cho chúng ta này, đón vận may cả công việc cho cái năm mới này. Vậy nên chúng ta cần phải lưu ý dọn dẹp sao cho nó ngăn nắp nhất này, để những cái đồ dùng hay là vật dụng cần thiết thôi, loại bỏ những cái thứ không cần thiết đi, để tạo cái không gian, cái tâm trạng làm việc đầu năm sao cho tươi tắn, sáng sủa, đón vận khí rất là tốt trong năm mới nhé. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn chúng ta về 7 điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Ngoài ra, để chúng ta tăng vận khí, đón tài lộc công việc cho năm mới, các bạn chúng ta nên làm một số công việc, ví dụ như là khi mà đi làm ý, hãy chuẩn bị cho mình cái tâm trạng, cái tâm thế nó hứng khởi, nó vui vẻ, nó tốt nhất ở đây. Mặc quần áo, trang phục sáng màu, tươi tắn, ví dụ màu đỏ, màu vàng hay là màu gì nó sáng sủa ấy. Tránh toàn bộ, tránh mặc đồ đen này, toàn bộ cây đen này nó sẽ không tốt này. Hay là chúng ta thêm nữa một số việc như là lì xì đồng nghiệp của mình này, lì xì những cái phong bao đỏ ấy, nó đem lại sự may mắn cho cả mình, cho cả người khác nữa. Để lấy hên đầu năm này, hay là chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, nói lời hay, ý đẹp, rồi có thể là ăn những cái món ăn mà tốt cho một năm mới ấy. Lì xì đồng nghiệp, lấy may. Hóa ra một số chúng ta có thể là rủ nhau để đi lễ chùa đầu năm mới này, hay là đi xin chữ. Đấy cũng là một số việc để chúng ta tăng cái vận khí, tài lộc cho một năm mới nhé.